Còn sơ lược về dịch vụ Mobile Money thì tôi cũng nói thêm một số thông tin đấy này ạ. Thứ nhất là bản chất đây là gì? Bản chất đây là việc sử dụng thông tin thuê bao di động được định danh để mở tài khoản di động. Đấy. Tức là phải sử dụng cái thông tin mà được thuê bao di động định danh. Cho nên đây thì chúng ta cũng không phải quá lo lắng về việc SIM rác. Tức là tất cả những cái thông tin nào mà của thuê bao di động đã được định danh rồi thì mới được mở cái tài khoản Mobile Money. Thứ hai nữa thì trong một số cái nội dung thì mọi người cũng nêu rằng là liệu là cấp phép rồi thì một đêm thì liệu là có hàng chục triệu tài khoản Mobile Money không? Thì tôi cũng xin trả lời là sẽ không có chuyện đó. Tại vì quyền mở tài khoản Mobile Money hay không, đó là quyền lựa chọn của khách hàng. Và có tài khoản Mobile Money rồi thì khách hàng còn được cái quyền lựa chọn thứ hai nữa là khách hàng có nộp tiền vào hay không. Rồi lựa chọn thứ ba nữa là có tiền rồi thì khách hàng có tiêu, có sử dụng cái tiền này để cung để mua bán hay không. Đấy là hoàn toàn phụ thuộc vào quyền của khách hàng, chứ không phải là một ngày là ra 60 triệu tài khoản Mobile Money rồi là như thế là cứ auto mà chúng ta làm. Thế còn ngân hàng nhà nước, vì là dự án quyết định thì đang trong quá trình trao đổi giữa các bộ ngành để đi đến quyết định cuối cùng, thì ngân hàng nhà nước cũng đã trình thủ tướng và thời gian tới thì chúng tôi sẽ phối hợp với các bộ ngành để hoàn thiện quyết định và trình thủ tướng cái phiên bản cuối cùng để đưa ra.